xuống sắp bạn ơi. Rồi rồi trời ơi, nhảy luôn rồi. Rồi nó tông vào bên kia. Tông vào bên kia. Đạp lái ra luôn có đường nha các bạn. Cái tình huống này không thể nào mà nghe được nha. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh nha. Thì hôm nay bắt đầu cho những anh trong cống đi ra nè các bạn. Rồi để đây quay gửi đến cho mọi người xem những cái video mà mấy anh tàu thuyền ghe họ đi qua mình cống này nha. Trời ơi, quá dữ. Trời ơi, má. Cái tiếng máy của mình chạy gấp nè các bạn. Trời ơi, trời ơi, ai biết chạy nè. Trời mẹ ơi, gì ra vậy? Rồi ai giết đua nè các bạn ơi. Ở đây thì khi mà người ta cho ghe cổ đồ đi vô rồi xong hết trơn rồi bắt đầu tới lượt đi ra nha các bạn. Ngày mai này làm bên lú nè, bên lú với bên ấy nè các bạn, dưới cầu sò vậy nè các bạn. Thầy ghe chàm hôm nay là nước chảy rất là mạnh luôn, tại vì bữa nay là tới 2 ngày mới mở một lần các bạn. Do bữa hổm là đi bầu cử hết một ngày là người ta nghỉ, cái này là ngày thứ hai người ta mới mở đây. Bởi vì hôm nay là ghe thì dồn lại rất là đông, giống như là cái video hồi sáng các bạn thấy nước chảy rất là mạnh, một anh xà lan đã bị tuột lại va chạm vô trong cái bằng ti ben của miệng cống luôn các bạn, nhưng mà rất là nguy hiểm nha. Thì tới bằng đi ra nè các bạn, dòm nước nó chảy nè, chỉ cần là vô số thôi là nó tự trôi luôn các bạn, không cần chạy luôn nè. Đi qua bên đây là máy ảnh phải thủ trước đi không? Trời ơi, nước chảy nè. Đó, bắt đầu thì đằng kia là người ta sẽ ra bến lay gai nha các bạn. Trời ơi trời, mẹ không cuộn luôn cái cây băng con của người ta. Cái chiếc tàu kéo đó hồi nãy là anh giành giải nhất ở trong cái cuộc đua marathon nha các bạn. Hồi nãy anh chạy ngủ luôn cái băng con. Mọi người mà có muốn coi thì xem lại cái video trước gần cuối video á. Đây thì ở trên cảnh nó chuẩn bị xuống đó này. Ồ, cái chiếc này là xà lan của anh bạn mình nè bạn. Chiếc này là chiếc công luyện nha. Cái này thì 300 khối hay 300 tấn. Vì bữa hổm mình có quay, bữa hổm mình đi một cái cuộc hành trình các bạn xem đó. Nhưng mà bữa nay mình quên rồi. Hôm nay thì lại xuống đi qua cống nữa này, rất là đông luôn. Hôm nay xà lan cẩm rất là nhiều, rất là đông luôn các bạn. Trời trời, mẹ ơi, ra chạm vô trụ con hẻm rồi. Đi rồi vậy, nước tấp các bạn ơi. Rồi rồi trời ơi, gãy luôn rồi. Ơi nó tấp qua bên kia. Đạp lái ra luôn có đường nha các bạn. Cái tình huống này không thể nào mà ve được nha. Ve là nó tấp ngang luôn chứ không thể nào mà ve được. Thôi mạng một chút xíu nha các bạn, đây cái dấu tích này. Đứng xuôi luôn, mình không thể nào mà ve được các bạn. Tại vì nó chiếc xà lan nó đâu phải giống như một chiếc ghe, một chiếc xe đâu mà muốn thắng là thắng được các bạn. Bởi vậy cái tình huống nãy là anh đạp lái ra như thế là đúng nha bạn, nó mới an toàn đó. Ôi nhanh vậy, xuống nhanh vậy. Rồi một pha đứng tim này các bạn. Trời ơi các bạn, dòm cái này vô số rồi nó chạy giống như bay vậy nè, tốc độ bằng thờ đi chứ. Ai không biết mà sao nè các bạn. Ôi, ông con cái
này được cái ga nè. Cái ga bên đâu nè. Quá trời mấy anh bên quản lý cống la nha. Tại vì mấy cái này là ảnh hưởng ảnh nhiều lắm, anh không dám mà để cho va chạm đâu các bạn. Ga ga. Sau khi gờ bến thì mấy chị gái bắt đầu kéo độn lên như thế này đây. Để mà cho nó bớt cản nước chạy cho cái tốc độ của mình được nhanh hơn, nó đỡ hao dầu hơn các bạn. Em ngoài sau dồn tới nữa nè. Trời ơi. Ở ngang quá tại vì nước xuôi chảy ống nổi luôn trời ghê vậy. Nước mà sao dồn lên rất là mạnh luôn các bạn. Chung mà máy mà yếu mà đi qua đây thì cũng rung dọ rung cắn hết trơn, nhưng mà chuyện bình thường thôi. Ồ cái này rất là lớn nha các bạn, chở 2,2 m nước luôn nè. Rồi. Rồi các bạn dọn cái chớn đi nè. Không hề chạy luôn á. Ở ngang này chứ. Ồ chiếc này bự đẹp ghê luôn các bạn, đóng cái mẫu An Giang này. Tới ngoài sau tới đó đây. Đây là có một chiếc xà lan rất là độc lạ nè các bạn, ngoài trước có thêm một cái cần cẩu nè. Ngoài sau thì gói nùi ở ngoài sau này. Ở đằng xa đằng này có một chị gái rất là xinh nha các bạn. Chị gái mà áo đen nè, giờ có mặt rất là khéo luôn nè. Mà xa lắm mà chưa có chạy lại đâu các bạn. Khi nào chạy lại thì mình sẽ quay ra đến cho mọi người xem nha. Đây chiếc ghe gạch hồi nãy mình mới vừa quay nè, có một chị cũng rất là xinh nè các bạn. Đây ngồi trong cabin này. Coi là bây giờ nước nó sấy cuồn cuộn như thế này nè, giống như xã Đạp Tam Hiệp chưa à, chạy ở ngóc thiệt chưa như thế này. Bởi vậy mấy anh em xà lan mà đi ngang đây với rung dò hết trơn luôn các bạn. Ở ngoài sau này thì gói nồi ở ngoài sau này đang chủ yếu để mà quay đầu lại mà cho nó xuôi ra cái dòng nước nó chạy ra được nha các bạn. Còn nhiều lắm nha, cái này tạm khoảng ra này chắc phải cả tiếng đồng hồ hết luôn các bạn. Ở đằng đẳng thì hai chiếc đang bắt đầu quay đầu ha. Mấy cái tình huống quay đầu như thế này phải nói là cực kỳ khó luôn nha các bạn. Nó rất là nguy hiểm luôn á. Tại vì nước là nước xuôi xuống dưới miệng cống, mình quay đầu mà mình đạp lái lên không tròn, cái giống như cái bán kính nó không tròn là nó dễ bị tấp vô trong bờ lắm. Nó chỉ có một cách an toàn là chạy lên cuốc bên kia ve cuốc đít, nhưng mà ve cũng không được luôn. Mấy chiếc nào mà dài dài như trong này là phải nói là chu lét nha các bạn. Bởi vì mấy anh này mà đi vô đây là quay đầu là phải đưa cái đít vô trong bờ cho nó hạn chế cái lực nước đẩy ở ngoài, phải đưa cái mũi cho nó ra ngoài dòng lửa xong các bạn, nó hỗ trợ được cái lực nước nó mới đẩy được. Nó giống như cái chiếc ở đây nè, ảnh chạy sát bên bờ này anh sẽ đưa cái mũi ra ngoài lại chứ anh không thể nào mà quay đầu theo cái kiểu kia được. Còn cái chiếc bên đây thì đưa mũi ra giữa xong là cái đít vô trong bờ nè các bạn thấy không. Cái này là người ta lợi dụng được cái sức nước nha các bạn, cho nó đẩy cái mũi xuống cái lái thì mình chỉ cần giữ cái lái thôi là chiếc xe lan mình sẽ quay tròn liền. Còn nếu mà yếu mà chạy yếu là quay mà đưa cái lái ra ngoài giữa xong là nó nói chung là nó đẩy một cái là lên bờ luôn các bạn, nó tấp ngang luôn á. Thì chiếc xe lan nó rất là khó chạy, nó không giống như là một chiếc xe hoặc là một chiếc du lịch hay là 7 chỗ nha các bạn. Đây anh này anh xử lý rất là đẹp nè các bạn thấy không, đưa cái lái vô trong bờ tròn vo luôn này. Đó là một cái kỹ thuật ở bên dùng sông nước nha các bạn. Đây còn anh bên đây là ở đầu anh ngã mũi ra này, các bạn thấy không, anh ngã mũi ra anh đưa lái vô trong bờ nè các bạn. Chỉ cần cái mũi mình ra giữa xong thôi là nước nó tự đạp xuống luôn, mình khỏi cần chạy, chỉ cần giữ cái lái thôi là chiếc tàu mình sẽ ngay theo cái dòng nước liền các bạn. Cái anh mà mình nói hồi nãy nè, anh đưa cái mũi ra tuốt ngoài ha. Thế luôn đó. Chỉ cần anh giữ cái lái thôi là chiếc xà lan sẽ tự tròn chui theo dòng nước liền. Còn mấy anh đằng này anh đưa lái ra ngoài nè, mấy này hơi căng là đạp lên không nổi nè.
vừa lái ra ngoài xử lý không nổi đâu nha các bạn, máy yếu là xử lý không nổi đâu. Ở trong này còn rất là nhiều à, tại vì mấy anh này đợi cho đi bớt còn ảnh mới ve ra quay đầu, cái kiểu này ve ra dính chùm chùm luôn á. Trời ơi quá trời ơi, giống như là một cái con mấy con lòng quăng thì sao mà diễn tả một cái từ nào mình hết biết luôn các bạn. Đông dữ trời luôn ha. Ơi, đây này, đây có anh chuẩn bị ra nè, anh này ra nổi cái máy ngoài nè các bạn. Quá trời, hai ngày mở một lần mà nó đông kinh khủng khiếp. Biết mà sao nguyên cái bè bên đây ba chiếc đang chuẩn bị ve ra nữa nè. Ve ra để quay đầu nè các bạn. Quá trời, với thêm nữa là cái chỗ này nó không có chỗ buộc dây các bạn, ở trên chảnh là không có chỗ buộc dây, dây lái là tấp xuống không á. Nhưng mà mở nguyên cống rồi là anh phải đề máy trực tiếp để mà đạp lên. Bởi vì khi mà nặng quá là nó tuột xuống các bạn, nó tuột xéo xẹo luôn nè các bạn. Mình sớm phải nằm ngay vô trong bờ, nhưng mà khi mà mở cống rồi nó tuột xéo xẹo luôn. Rồi cái chiếc này là chở mấy cái đá miễn này đi ra ngoài vùng biển không nha. Có thêm một cái be quầy be trắng sóng nè. Có thêm một cái máy chiếc mà có quầy be trắng sóng này là thường chở đi ra vùng biển hoặc là Phú Quốc luôn nè các bạn. Trời ơi khói đen má ơi. Trời nó gói nồi đẳng rồi. Có chiếc ngoài sao bự dữ trời luôn nè. Đây anh này cũng chở đá hộc nữa đây. Ôi ôi khói kìa. Ủa cái anh ghe máy ngoài này anh làm gì nãy giờ, anh cà lăng quăng nãy giờ chưa biết anh ra hay là anh vô đây các bạn. Hình như là anh ra nha. Rồi ra luôn các bạn ơi. Ngọc đẹp. Này là cái đoàn xà lan ngọc đẹp nè các bạn. Cái đoàn này rất là đông ha. Mấy chiếc xà lan ngọc đẹp thì các bạn dọn cái phần cabin là sẽ nhận ra liền, nó đặc biệt hơn mấy chiếc kia lắm. Cái chiếc này thì được rồi, cái dựa chính hình như là ở chợ thủ Cà Mau các bạn. Còn mấy thêm mấy cái chi nhánh nhỏ nhỏ, nhưng là cái dựa ngọc đẹp là cái bên vật liệu xây lựng lớn lắm, lớn nhất ở dưới vùng Cà Mau á. Trời ơi còn phía ngoài sao nè má ơi, còn đông dữ trời vậy. Hôm nay là quay cho các bạn xem đã luôn ha. Đây các bạn cabin của ngọc đẹp nè các bạn, giờ không giống ai chân à. Chung giờ một cái là biết liền luôn các bạn, giờ một cái là biết ngọc đẹp luôn á, đặc biệt từ đó tới giờ luôn. Bự lắm nha các bạn, mà sao không thấy mặt nước luôn trời. Đang qua này rồi anh này, anh ve bớt nữa trời. Thì cái lái nó sẽ nổi hơn các bạn, tại vì cái phần la ký nó sẽ sâu hơn cái phần mũi, tại vì cái miệng cống của mình nó chỉ cho tầm khoảng 2m 2m2 à. Rồi qua qua trong bữa hãm lúc mà mới vừa mở miệng cống bị một chiếc là hỏi chạy chạy không nổi mẹ ơi, sáng ngang luôn rồi kìa. Đây, một cú quay đầu đi vào lòng ngừ của đến từ vị trí anh xà lan Kiên Giang 45577 các bạn. Đó, một cú quay đầu đi vào lòng người luôn nha, quá đẹp. Nó chỉ cần nó ngã cái mũi ra như thế này thì ve rút lái một cái thì giữ lái thêm cái nữa là mũi tự ngã luôn nha các bạn. Còn một anh bị nhốt ở đây nè, nó anh này hình như là bị liệt vị nè các bạn, bị nhốt đó rồi chưa có thể nào mà ra xăng được. Còn ở bên đây thì mấy anh này dự bị chuẩn bị để mà vô trong cái cuộc chiến này.
Ở ngoài này có một chiếc xà lan thì sao tự nhiên quay ngang luôn nè các bạn. Rồi ở ngoài này nước trong này đang chảy ra rất là mạnh nè. Hồi này anh quay ngang là mấy anh trong này cũng phải quay ngang theo luôn nè, gói nồi luôn nè. Trời trời bị cản hay gì đây? Vũ trời luôn rồi. Đây thì đây là một pha xử lý đến từ anh vị trí ra biển các bạn. Quá trời rồi anh chạy rồi. Trời ơi. Quá hay luôn, ảnh cắt mặt được luôn rồi các bạn. Thì mấy anh ngồi trong này dự bị nãy giờ thì cũng nôn nóng nữa mà ra xăng rồi nè các bạn. Mấy anh đang khởi động nha. Thì chút xíu nữa anh sẽ quay đầu và sẽ ra xăng cho bạn xem đây. Để coi coi mấy anh này xử lý như thế nào đây. Quá trời còn đông dữ trời vậy. Đây các bạn, do một pha xử lý sai lầm đến từ vị trí của anh xà lan cát nên những đồng đội khác đã bắt đầu gói ghém đội hình hết trơn ha. Nó đang bị cản ngang giống như là bị liệt vị luôn. Bây giờ thì ngoài sau ngoài trước thì nó đang gói nồi này. Ở trong này ra thì rất là nhanh, bây giờ anh đang chuẩn bị là tấp ngang nè các bạn. Anh này bị cản hay sao đó nè mà bị quay đầu luôn nè các bạn. Bây giờ thì phải hỗ trợ đây, đem mấy anh đầu kéo ra kéo rồi này, mấy anh đầu kéo màu xanh nè các bạn. Ở đây thì có một em gái rất là xinh luôn nè các bạn, quần đỏ áo trắng luôn này. Quá trời ơi, mấy anh điều tiết này bên mấy anh trọng tài này là bắt đầu là không có cho ra xăng nữa nha các bạn, tại vì phía ngoài này là bắt đầu gói ghém đội hình này này. Quá trời vòng cục, cái anh canh xà lan cá hồi nãy anh xử lý bị sai lệch thì anh quay ngang rồi nó bị gói cục luôn nè các bạn. Nước thì nước đang sôi ra, ra ngoài rất là nguy hiểm luôn. Trời ơi trời, gì đâu mà thấy ghê vậy trời. Đây là kêu ve lại cắt luôn nha các bạn, mà xà lan quay đầu rồi ve lại rất là khó, tại vì nước sôi nó sao ve nổi, ve lại không nổi đâu các bạn. Còn nếu giống như chạy tới như vậy mình chạy được chứ ve là ve khó dữ trời lắm. Rồi chiếc ghe chứ chiếc nhà lan chứ đâu phải chiếc ghe chứ chiếc xe đâu mà ve là ve thắng là thắng các bạn. Đây ăn căng quăng con luôn này, chuẩn bị kết thúc trận đấu nha. Trời ơi trời, ông nội mẹ ơi, ngoài trước sao nè, dữ lắm rồi. Căng băng con luôn rồi, gọi cái chiếc này cạn nằm nghiêng bên luôn nè. Quá trời ơi, hôm nay rất là gối kém nha các bạn. Hôm nay nói chung là nó là một ngày phải nói là rất nhiều tình huống tai nạn xảy ra luôn. Hồi sáng thì mới vừa cọ vô trong cái phần ti ben, còn buổi chiều thì nó tấp ngang mà ngoài kìa. Rồi trời ơi, chạy cho dữ vô ngoài cái ve nữa rồi. Trời cuối cùng ngoài á, cắt cái chồng ơi, cho anh này cắt chồng á, cắt luôn rồi nha các bạn, không cho ra nữa rồi. Những anh trọng tài gây gắt nhất năm đây. Ve không được mà sao ve được, máy yếu mà. Chặt chiếc đó lên chiếc chồng ra. Chiếc nào gần miệng cống quá đâu thể nào mà ve được các bạn. Này, cái tình hình ở ngoài miệng cống là như thế này đây các bạn. Quá trời luôn, bây giờ máy ảnh không thể nào mà cho ra được, ai cạn cả bầy luôn rồi nè. Ra ngoài chỉ có ve thôi chứ đâu có chạy đâu được đâu, cạn rồi. Tại vì cái này có cái luồng có chút xíu à. Rồi, phá chốt. Đang phá chốt bên nha các bạn, rồi mấy anh này vô đậu lại đợi ngày mai thôi.
Đây thì có lẽ cái video của mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn nha các bạn. Tại vì mà anh đã chuẩn bị đóng cống rồi các bạn, giờ nước chảy này. Ôi má ơi, kinh khủng khiếp. Không thể mà tưởng tượng được luôn các bạn. Những anh ghe xe lan ở ngoài thì đang kẹt cứng ngắc ở ngoài rồi, phải chờ xử lý cho nó thoáng thông luồng rồi mới cho ra được nha các bạn. Chắc phải đến ngày mai. Rồi cái gì vậy? Ghê quá. Rồi thì cũng cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình nha. Mọi người thấy hay nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình xin hẹn mọi người ở những video tiếp theo.